khu vực này rất là nhiều rừng này nó bị chặt hết chưa anh nhỉ? Khả năng là có nhiều cây gỗ này nhưng mà kiểu nằm rải rác ấy. Nhưng mà mỗi một cái nhóm này là còn lại là vì ở trong này có rất là nhiều mộ. Đây cho vào giữa này nhìn đã man rồi, thẳng như cái chỉ luôn, bạch mã ôn mà căn bản. Anh cảm ơn nhé, đấy hôm nay vào xem ngựa tí và xem mô hình nuôi ngựa để mấy đứa phát triển cho bà con. Nhưng mà kỹ thuật nuôi cái này thì mình có nuôi dễ mà anh. Nuôi dễ. Chỉ nói cho ăn đều thôi chứ nó cho ăn đều. Ít bệnh hơn. Chọn con béo nhất xem nào. Đấy các bạn, vừa rồi là mình có hỏi thăm các chị là ở lều ấy có rất là nhiều các cái món ẩm thực nữa. Như là cá này nhờ, cá to này, dê này, đấy, lợn này, gà này nhờ. Rồi, cảm ơn các chị nhá. Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thầy Giáo Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì Trường Lý tiếp tục đưa cũng như là đồng hành với lại Nắng Cao Nguyên. Đấy lại em Quân Lê Trân nhờ. Đi vào một cái bản làng rất là đẹp. Đây là thôn Tán Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê các bạn ạ. Đấy, và cái thôn này thì có một cái đồi cây trò chỉ rất là đẹp cũng như là quý. Đấy, được UNESCO công nhận là di sản. Đồi cây di sản đấy, ngay đằng sau anh em mình đây. Đấy, bây giờ giới thiệu với em Mạnh. Lát nữa mình sẽ đi vào trong đồi cây. Vâng. Sau đó là anh em sẽ đi sang ra đồng rồi là đi đến các hộ dân, hộ gia đình để người tại đây để tìm hiểu cuộc sống bà con ở đây nó người ta sống như thế nào. Hôm nay cũng rất cảm ơn anh Trường khi mà anh đưa anh em đến một nơi phải nói rất là đẹp anh ạ. Đẹp, đẹp như không khác gì tranh anh vẽ luôn. Thực sự là đây cũng là một cái cảm hứng mấy lần bảo vẽ rồi đấy nhưng mà cũng do công việc với lại thời gian với lại một phần là mình chưa chuẩn bị được. Vâng. Đấy. Trước đây là anh cũng muốn vẽ mấy cái bản ở chỗ này này, đẹp lắm. Thì em thấy ở cái bản làng này gần như là toàn nhà sàn. Nhà sàn mà người ta giữ được cái kiến trúc cổ. Vâng. Đấy, đúng cái bản chất của người Tày. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và nghe nói ở đây như là vẫn còn có cái lúa cum để lâu năm ấy. À. Có những nhà để tận 18 năm cơ, không lúa ăn. Anh. Lúa đấy. Lúa để 18 năm không đấy. Ăn. Đấy. À. Đấy. Thì lát nữa anh em mình vào nhà dân hỏi xem cụ thể xem còn nhà nào còn không. Ok anh. Bây giờ anh em mình vào đồi cây trò chỉ đi nhỉ. Mời mọi người đi theo chân anh em mình vào đồi cây trò chỉ để ngắm xem có lấy cây nào hay không. Phải nói cây trò chỉ nó thẳng tắp nhỉ, nhìn nó có những lúc mình vào trong kia lấy máy mình quay từ gốc lên để nhìn nó vút lên trên nhìn hay lắm. Vào như cột chống trời luôn. Quay trở lại nơi đây đúng là nó mang nhiều cảm xúc anh ạ. Lần đầu tiên đi một cái cảm xúc khác mà lần sau 5 năm quay lại nó lại sau 5 năm cảm xúc khác. Đấy. Cảm xúc nó rất là thân. Nhưng mà em cảm thấy sau 5 năm mấy cây này nó có lớn hơn tí nào không? Tình hình là sau 5 năm này em nói chung không nhận biết được anh, có khi là phải xem lại video cũ xem là cái chiều cao như thế nào. Có hôm trước anh đo cái flycam con Mavic Mix 1 của anh ấy là đo từ đây lên đến trên kia là 70m. Cao 70m. Là mình bay là đâm vào cái ngọn cây kia luôn rồi đấy. Chắc là ngày xưa ở khu vực này rất là nhiều rừng này nó bị chặt hết chưa anh nhỉ? Khả năng là có nhiều cây gỗ này nhưng mà kiểu nằm rải rác ấy. Vâng. Nhưng mà có mỗi một cái nhóm này là còn lại là vì ở trong này có rất là nhiều mộ. Đấy. Trong này nhiều mộ lắm. Lát nữa anh em mình đi không cẩn thận là dẫm lên mộ ấy. Bởi mộ ở đây người ta không vun cao đâu. Vun thấp lắm. Đấy. Đây là cái biển công nhận di tích này. Cây là cây quý hiếm, cây di sản. Đây quý vị khán giả. Công nhận cây di sản Việt Nam, vụ 9 cây trò chỉ đấy, 9 cây to nhất đấy. Tán Khâu, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đấy.
mời quý vị khán giả vào trong này. Anh em mình sang bên này. Ủa cột cứ có cái cây này nó bị mối ăn này chết mất rồi này. Cây này thì không phải cây trò chỉ. Cây trò chỉ đúng không? Không phải cây trò chỉ. Chết rồi. Chết mất rồi. Cây này cây kháo hay cây sơn giống cây bên kia kìa. Chín cây đây, đây là một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây bên trong. Còn những cây nhỏ nhỏ này thì tổng hôm anh đếm là 23 cây. 23 cây. Ừ, bây giờ những cái cây này không biết được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đấy, chắc là nó phải hai thế kỷ rồi đấy. Có khi hơn. Hơn đấy. Để trăm năm, nghìn năm đấy. Để giới thiệu với em đây là. Đồi thông hai mộ, đồi cây trò chỉ nhiều mộ chứ không phải đồi thông hai mộ. À, ở đây bà con đây. Lại chôn họ khắc chữ là... vâng. Đây là ai? Đây là cái gì hiệp? Không để ý kỹ cô không biết đâu. La thị gì đấy? Mã thị hiệp nghiệp hay hiệp ấy? Nghiệp. Mã thị nghiệp. Đây cây này em cho máy vào giữa khe này, nhìn có giống như hai cái cột chống trời không? Cho máy vào giữa này. Đấy, cho máy vào đây thôi à, ngửa đi. Nhìn vút. Đấy. Ôi trời, nhìn nó ra rồi. Úi, nhìn nó thẳng tắp. Chống trời luôn. Nhìn thẳng không? Đẹp nhỉ. Đấy. Cây thẳng tắp. Cho vào giữa này nhìn. Đã mà luôn, thẳng như cái chỉ luôn. À, quả này ăn được. Hình như là quả đấy quả gì đấy? Quả này quả găng dại. Găng quả dại. Này ăn bóc cái vỏ ra xong rồi mình ăn được. Để em thử đây. À, quý vị nào, bóc hẳn vỏ ra. Anh. Cắn cắn này. Xem nào, thử ăn. À. Cắn trực tiếp này. Quả này ăn được mà trẻ trâu mình hay ăn lắm. Cái cây. Cái này là xốp xốp, nó ăn như cái cùi bưởi ấy. Đây. Thơm cái, lắm quý vị khán giả. Thơm. Cái găng dại. Đây cũng có một cây. Ừ. Thơm dã man rồi. Ăn nó xốp xốp mà. Ừ. Ăn xốp xốp. Ừ. Như đây vừa có người mất. À, vừa chôn xong. Ừ. Đây chắc là khoảng những cái mô mô này là... Nứt được đúng không? Nứt được. Ăn được mà. Mô mô là mộ hết. Các khả năng là Việt Nam mình chỉ có mỗi rừng 9 cây này thôi anh nhỉ? Tân tật chỗ này là nhiều cây nó tập trung nhất. Còn ở trong miền Nam cũng có mấy cây nhưng mà nó nằm riêng lẻ. Ví dụ ở một cả một cái đồi mới có một cây to như này thôi. Đây, còn không biết là ai trồng đây. Ừ. Đây em thử ra kia em giang tay xem nào. Có ô nổi không? Đấy. Nói là cây rất là to luôn. Đây, bây giờ anh em mình thử ôm xem nào. Có thấm thía gì không? Nối. Đấy. Đấy. Quân nữa vào thế nào. Đấy. Có được nửa cây không? Phải chắc phải 2-3 người nữa mới được. 3 người ôm. 6 người ôm với hết cái gốc cây này. Đấy. Ui, có con ong không? Tổ nó ở đây không đấy? Tổ nó ở đây thì thôi luôn đấy. Đây này, cái mộ này chắc. Cái mộ này chắc là mới này, họ vừa mới làm. Đấy, chôn ngay đây. Còn có cái phích ở đây mà. Cái mới này. Ừ. Cây to. Đây rất là mát luôn. Đẹp. Anh em đi sang nhà cô kia xem ở nhà không vậy? Ok, đi... thăm lại cây này một tí thôi. Đồi cây sự là quá tuyệt vời. Đây có đường đi mà. Để ra chỗ này mà không có mộ không là. Đấy, làm đây cà phê cà phê nhỉ. Cà phê, bán nước. Chè tháo là được đấy nhỉ. Đấy, đấy. Nhưng mà nhiều mộ bây giờ khó lắm. Bây giờ ở đây nó còn phải có hàng trăm ngôi mộ ở đây rồi. Cả bản đây là ra đây chôn hết mà. Ở chỗ này mọi người nhìn thấy nó chung là tí nó cũng đẹp đấy nhỉ, phong thủy. Đồi
Nếu mà để chôn cất đúng không? Phong thủy đấy. Đầu đầu tựa núi nhìn ra cánh đồng. Ở trong này còn có một bản nữa. Xin chào các cô. Cảnh các cháu đi ruộng này nhìn thích không? Mẫn năm nay học lớp 9 rồi à? Sang năm lớp 10. Đâu? Năm nay mới lên lớp 9 nhỉ? Đấy, hôm nay cho nắng cao nguyên đi trải nghiệm ruộng nương. Có đi được. Anh em mình cứ theo chân mấy nhóc này. Anh em mình cứ đi theo mấy bạn này xem nào. Đâu? Bạn này được bằng này ốc ra. Nước gì bên mèo phạt nước mát thôi, nhỉ? Cũng để huề như này. Bên kia thì chỉ có những hôm mưa thì mới có nước thôi nhỉ. Mưa nhìn thấy nước. Mình ở đây chắc cũng phải ra ruộng luôn. Nhảy, 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 nhảy. Ai giả? Đấy. Siêu phết đấy. Những cái thửa này kiểu chắc là gần không có cá này. Gần suối. Gần suối nên là ở đây đây có cái cây rau dớn này. Nhặt rau dớn này. Bò chưa? Cái này đẹp. Bà con ở đây còn trồng xen kẽ rau muống bên này. Ấy, rau rừng này. Nhặt được khoảng một bó. Trưa nay là anh em mình không phải không phải đi mua rau nữa. Tí nữa mình về trở về thăm lại nhà cô ấy tên là gì anh nhỉ? Cô Nên. Cô Nên đúng không ạ? Cô Nên ở giữa cánh đồng kìa. Thì anh em mình đi lên đấy. Thăm lại gia đình cô ấy. Thì là mình không biết là bà con của cô ấy có một bạn nữ. Đi lấy chồng để anh... Nghe nói là hình như đi lấy chồng sao ấy. Để bắt được một con ốc này. Đấy. Có một con ốc. Đâu rồi, mấy bé kia đâu rồi? Chú góp một con ốc nào. Ôi, bây giờ không lên được rồi. Đi theo mương này nó mát. Đã. Góp một con ốc. Chưa về chú cháu mình nấu ăn nhá. Được không Mẫn? Tí nữa bắt được xong là ra để lại bán lại chú để chú thử nấu ăn xem có ngon không. Đấy. Mình đi được bên này để xem có rau dớn, mình nhặt rau dớn. Kiểu bà con vừa mới làm ruộng nên là các cái bờ này là cũng được phát sạch sẽ. Nên là rau dớn nó cũng không nhiều mấy rồi. Ôi đây có nhiều én rồi đấy. Ôi. Đâu chim đâu? Có bắt được không? Mấy bạn này là nói tiếng tày mình nghe được. Sao cái dây điện này xuống dưới này nhỉ? Có sợ giật không đấy? quần dẫm xuống ruộng là đi vào ruộng này là không tránh khỏi được. Sẽ có người dính mà. Ồ cái dây điện này không biết có điện không nhỉ? Chắc không có điện đâu nhỉ? Lằng hoằng này sợ. Có được không? Được. Ui,
Ui, ao này nhiều à? Ruộng dưới kia là nhà của nhà cháu. Của nhà cháu à? Vâng. Ô, chỗ ruộng này bị làm sao mà nó vàng hết này nhỉ? Không phải bị bạc nó hết lá rồi. Đây này. Đây vẫn còn nhiều mà, đây này. Mấn rồi. Không ra rồi. Ui, ừ. Ê, mình quay. Mình thấy ở đây nhiều lắm đây. Ui, phải bỏ dép xuống. Chú cẩn thận bị luộn đúng không nha. Bị sao? Vì luột, luột xuống lông long à? Ôi nhiều lắm. Mạnh ơi, ở đây nhiều. Đấy, khả năng chịu khó bắt một lúc là đủ bữa đấy. Ê, ui, toàn con to đây. Ô, đây mình bắt được một đôi luôn này. Ui, một đôi. Đây này, có ơi, về đây này. Có. Trời ơi, ở đây nhiều lắm. Nhiều không anh? Nhiều lắm. Anh trường bắt được một nắm rồi. Không có chỗ cầm nữa rồi. Mẫn ơi. Này, đây. Ở bên này là nhiều lắm này. Bắt. Hay là thửa này của người ta? Mình không được bắt à? Đấy. Nhiều lắm, ở giữa ruộng nhiều lắm đây này. Toàn con to thôi. Để những cây này mà làm bonsai này. Ok đấy. Nhờ. Anh Trường, với cây đấy gốc đấy làm bonsai. Đấy. Làm bonsai là. Ui, cái dép mình. Dép mình nó xoắn thế rồi. Đấy. Góp được nhiều phết đấy. Nó ra chỗ kia, cái thửa này nhiều mà. Đây này. Luột lung long á? Đấy có lỗ à? Anh em đi sang bên chỗ đồ chơi thảo chỉ anh ơi. Đi. Đi, chia tay các cháu vào đây. Mấy đứa nhá. Chia tay các cháu ở đây xong rồi. Ồ, đây hình như có tổ chim sao ấy. Hình như không nhầm, cái lỗ kia có tổ chim. Đấy. Để anh thử trèo lên xem nào. Chim nó bay từ trong này ra. Ở trong lỗ đấy. Liệu nó thông xuống dưới này không? Em anh không biết. Anh thử lên xem nhé. Cẩn thận đây nhé. Anh Trường rất thích leo trèo. Mặc dù người hơi nặng. Đâu để em lấy cho. À, đây. Làm cho. Làm cameraman cho anh Trường, quý vị khán giả để xem nào. Đây. Con trai này sợ nó đổ. Đổ sao được? Xem có bắt được tổ chim trong đấy không? Hay có trứng chim không? Có chim cỏ đi ở đây không? Có không anh? Lỗ sâu lắm. Tay mình to quá. Không có đâu. Không có đâu. Vừa nãy nó đậu chơi đây thôi. Mà cái này khả năng nó rỗng xuống dưới này rồi. Vâng. Cái này rỗng. Không có gì. Coi lỗ này ngày xưa. Nếu mà có chim sáo nhiều là là sáo nó hay làm tổ trong đấy. Làm tổ trong đấy. Khi bắt được ngay. Anh vẫn đang ngó xem có quý vị này. Thông xuống đây rồi. Lỗ thông xuống đây. Đấy, lâu lắm mình cũng không quay lại thăm bản này rồi. Nhà vẫn đẹp, vẫn như xưa các bạn. Ấy trời, biết cô có nhà. Cô lên ơi, cô lên. Có phải ấy? Có người. Co à em. Ý, con này có sợ không à? Em ừ. đang làm gì đấy? Đang cho trâu ăn à? Ui ôi ôi trâu. Mẹ nhà không? Mẹ đi đâu?
Mẹ đi cấy à? Chào em nhá. Ừ, mẹ đi cấy à? Ôi, nhiều trâu thế nhỉ? Nhiều trâu. Ui, có cả lợn nữa kìa. Bà con thường thường hay là nuôi trâu đấy. Ui, nhà em có bao nhiêu con trâu đây? Có 7 con. 7 con. Ui, nhìn thích nhờ. Trong cả lợn luôn. Ê, em gái giờ lớn bằng này rồi mà. Ừ. Trước vào cách đây 5 năm vào còn nhỏ. Chắc không nhớ anh rồi, 5 năm trước anh vào đây mà. Với cái sàn này thì rất là nguy hiểm nhá. Rơm này, đẹp không? Mái ngói này, đẹp nhỉ? Con tuyệt vời. Nhìn lại nha. Với đâu về em? Thế là lấy vợ rồi đấy. Nhà anh phết nhỉ? 5 năm mình cũng vào nhà em đi chơi. Lấy vợ được mấy năm rồi? Em vừa lấy Tết rồi em mà. À, vừa lấy Tết à? Vừa mới lấy à? Thế không thấy nhớ đến anh Trường để mời anh Trường vào uống rượu nhỉ? Còn nhớ anh không? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em được 20 tuổi. 20 tuổi. Thời điểm đấy mình vào là em mới 15 tuổi thôi. Thế lấy vợ ở nhà tận đâu? Em lấy ở trong. À, lấy bên Yên Thủ à? Thế hôm nay thì anh quay trở lại thăm gia đình một tí. Thế mẹ đi cấy tận đâu? Trên lều à? À, chưa có về không em? Tầm tối hôm mai mới về. À, tối hôm mai về à? Đi tận Nà Vuồng à? Đi xa nhỉ. Ồ, thế thì không nhà. Ở đây tí nữa. Thế bố ở trên lều à? Bây giờ trên lều không có ai ở đâu gì? Anh đã bảo anh nhờ em tí ở đây có ai bán gà vịt hay gì không nhỉ? Tí anh mua con gà con vịt về đây xong anh em mình nấu cơm ở đây được không em? Hả? Em chưa nấu cơm đâu đúng không? Em ăn xong rồi. Ôi, ăn xong rồi. Hai vợ chồng ở nhà ăn sớm đấy. Khả năng mình tìm là... về xong rồi nấu nhờ ở đây nhỉ? Ăn tạm đi nhỉ? Vâng. Hay bán đâu em gà nhà em đâu? Ê, kêu có con to phết đây. Anh ơi. Ra đây. Vào đây bắt được đấy. Vâng, ngại vào thật đấy nhỉ. Có nhiều mà. Nhiều gà bắt được, trong này bắt dễ nhưng mà bắt... Tấn cứt trâu này. Đấy, vịt đang nhốt này, nhiều đấy. À. Cháu chào cô nhá. Vâng, đi sang thăm nhà bà Lên. Đây là bà Thiến. Bà Thiến à? Đây là bà Quế. Thế gà lại không bán à bà? Đấy. Ít. Chẳng nói gì yêu. Quay nhà thì quay nó đừng mà quay nhà. Quay các bà là đang uống rượu phải không? Đấy, các bà đang uống rượu đấy. Có khả năng không mua vịt à? Mua vịt. Nhổ hơi lâu nhỉ? Ừ. Thế chấp nhận không? Thế ba bán cho giống con vịt. Bé này chắc phải 2 con mới đủ đấy. Gầy á. Hey, thế bán con ngan kia đi. Có. Trăm à? Thế bảo cân 90 thôi. Thế bảo vịt ở đây có 90 thôi. Thế bán cháu ơi, con ngan được không? Bán cho cháu một con đi. Bây giờ là không có gì ăn rồi. Đi. Bây giờ không ăn là không có gì ăn rồi. Gầy cũng ăn. Ơi và quay pết đó. Để xem nào. Úi. Bắt con nào. Có mỗi một con ngan thôi. Con ngan này con ngan mái.
chắc không bắt được. Đấy. Còn con béo nhất thế nào? Bắt đầu đi rơi vịt. Ôi, bắt được rồi. Một con. Đấy là xong. Cách bắt vịt. Được mà. Đâu con phải cân lên cho cháu con. Có cân à? Thì không có cân đâu. Ngô quả. Con trăm rưỡi. Cân trăm rưỡi. Đây cháu gửi luôn. Ngày lắm. Chị xin nhá. Dạ vâng. Thế là có tiền uống rượu rồi đấy. Ừ. Chị xin nhá. Hay đấy. Chị xin nhá. Vào nhà uống nhá. Đây nhà uống nước. Vâng, cháu đi. Bắt một con. Cảm ơn nhá. Đấy con này. Khả năng con này béo hơn đấy. Cô ạ. Thế là con này béo hơn á? Kèm theo nào. Bắt con này thế nào. Đây. Không biết đi đường nào luôn. Như nhau thôi nhỉ. Lấy con nào? Con nào cũng như khả năng lấy con này. Con này lông ống nhiều lắm. Con này lông ống nhiều quá. Đã xong rồi. Đi một vòng là có ngay mà. Bây giờ là về làm món ẩm thực. Làm cái đâu con gà đâu, gà cắt nốt. Ok chết, cho xuống. À, cô này là chuyên nấu rượu ngô nha các bác nhé. Đấy. Ở đây cám à. Còn bên này là những cái bã rượu ngô này vừa mới nấu xong này. Cô lên đây chơi. Thế nhà chơi cô. Lên đây tí uống rượu với bọn cháu. Cô ơi, lên đây tí uống rượu với bọn cháu. Đấy. Tí lên đây chơi. Alo, bạn mới lên nói chuyện đây chị uống rượu vậy nè. Không sao đâu mà. Hả? Lên nhà chị ăn cơm á? Thôi nấu đây rồi. Tí em ăn xong thì lại lên nhà cô. Chưa say lại lên nhà cô. Đấy. Uống bia. Thích uống bia, cháu thích uống rượu thôi. Nhà cô cũng là lúc nào cũng nấu rượu bán rượu. Vâng, đây nhà cô lên này cũng nhiều rượu mà. Đấy, tức là hai chị em phải không? Hai chị em phải không? Cô lên với cô là hai chị em phải không? Hai chị em không phải con dâu đây. À. Đây là chị dâu đây, anh dâu. À, rồi thế lên nhà đi. Lên nhà đi cô. Bác Tia là ăn cơm xong thì quay nhà cô. Ở đâu? Nhà Mẹ Thiến ở đâu? Nhà Mẹ Thiến đây đang mua vịt mà. À, là lúc nãy mua vịt cái gì? Vâng, được. Cháu bảo chứ nấu cơm nhà mình thì ăn nhỉ. Vâng. Cháu không biết. Thôi ở đâu cũng được mà. Cô. Ở đâu cũng được mà, ở đây cũng được. Đất được. Ừ, ở xóm đây mà. Vâng. Con Niêm này, phải không ạ? Cô Thiện. Cô này ở nhà Xuyến à? Cô này. Cô tên Mẹ Thiếm. Thiếm. Cô Thiếm. Bà Xuyên này. Bà Xuyên. Bà nội quê. Đấy. Ở nhà trong cháu. Thế cho cháu lên đây chơi. Rồi xong rồi tí cô cháu mình ngồi đi lên nhà quay. Vâng, tí lên nhà cô. Nhà cô lên đây đi.
Nhà nhà vừa nãy đã bắt vịt đấy ạ. À. Còn nhà cô này là bên này. Không. Nhà cô có cây xoài to quá, ngon đấy. Cây xoài này to đấy. Cái xoài đẹp. Quả rất là quả nào ra quả đấy không? Cái này phải chờ chín. Đi đi lên 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 nhà đi. Lên nhà chưa ăn cơm mà đi lên quay đi. Không tí. Xuống ăn cơm. Tí. Tí ăn ở đây xong rồi lên nhà cô. Được, tí ăn ở đây xong rồi lên nhà cô. Nha. Mời lên nhà cô quay phim. Mày tụi mi này, mấy con mèo này ra chỗ khác đi. Vịt này, bỏ đấy, cầm nước này. Các bung tí tí vớt ra xong rồi à. Cái măng cứ để trong đấy nhỉ. Đấy cái rau măng thì luộc với cái đấy. Còn cái rau muống thì mình thảo vào nồi luôn rồi. Thả vào nồi đấy. Luộc qua được. Uống rượu thôi. Uống một hai chén cho nó vui nhỉ. Vâng, một phép được. Thoải mái. Một cháu đang sợ uống rượu đấy. Em Khao. Ừ. Đấy. Đây, nhà chú này có mà. Ừ, tí lấy luôn nhà chú. Ừ, tí gửi tiền gà với tiền rượu luôn. Nhà làm men rượu, rượu. Nhà làm rượu ngô mà. Mình phải uống rượu nhà chứ. Nặng rượu nhà em á? À? Nặng cũng được, nặng uống ít thôi. Thì anh em ấy, anh em đi lái xe. Quân lượn đâu rồi? Mẹ chắc không về được rồi, kịp quá. Chắc mới bắt nhỉ. Ý giời. Tuyệt vời. Đấy, hôm nay mời em Mạnh cái món gà bản nhá. Gà Việt bản. Đấy. Ẩm thực làng quê. Ừ. Rau đâu nhỉ? Đi. Đấy, rau muống Mạnh đi xin được rồi. Anh em là vào trong làng trong bản là có gì là chiến cái đấy thôi. Đấy, măng này, măng cô kia cô góp nhỉ? Ớt à cô? Vâng vâng. Đấy, quý vị khán giả, anh Trường anh đã xử lý xong đây rồi, một mâm rồi. Đấy. Đây là món gà vịt bản này, rau muống đi xin này, măng cô góp. Đấy, anh em ngồi đây là chỉ bị quán chén rồi. Mời cô với lại mời chú đi nhờ, anh em vào đi nhờ. Vào đi nhờ. Ăn nước ạ. Đi. Mời cô đi. Cô. Vừa là cô vừa là chị nhỉ. Cô chị. Nói bằng chị thôi nhỉ. Đúng rồi.
quá mọi người, đói lắm bây giờ. Thực sự là một giờ hơn là mình run hết người rồi. Đi đi vào đây đi em ơi. Thôi, lấy ly à? Vâng vâng. Ngồi đấy, phải có cái tí nước cái cay này. Hôm nay lại mời Mạnh sập nguồn tiếp nhá. Hôm nay chắc em uống vui rồi. Thôi hôm nay tí còn đi xe nữa nhỉ. Thôi hôm nay để cho Mạnh nghỉ, còn mình tiếp các cô. Lâu lắm không gặp các cô rồi. Chắc là chị. Các chị đây nhỉ. Chị này có 55 tuổi thôi. Đấy, chị này 48 tuổi. Chị 53 tuổi. Ờ đấy 53. 53 thì hơn mình có 9 tuổi. Vâng. Đấy, chị còn cũng vẫn mới đây đây chú đây là nhiều tuổi này. Làm mừng thọ rồi. Đấy nhìn cửa biết rồi. Đấy. Vào đi hai em ơi. Hai em ơi, vào đi. Vào vào đây. Vào đây, vào ngồi ngồi đây. Ngồi đây. Ấy. Đây thuốc linh mã thuốc. Mà này. Ôi nhưng mà cái ly đâu nhỉ? Ly chưa về. Ly chưa đang rửa à? Mỗi người một chén. Nhắm nhắm còn xa lắm nhỉ. Ở bây giờ chưa mua về. Trường bên đấy là chủ tịch món nước nói này. Khải lau rồi. Phải không? Tiếng Tây ở đây là khải lai lau. Lai lai lau. Vâng, rót rượu lai lau. Đấy. Đây là con à? Vâng, đây con trai. Trai cháu. Năm ngoái là ăn mấy năm trước em vào là không gặp chú nhỉ? Chú hay đi lên lều. Ao lên là thỏng trộn đấy, căng hết lô lô kiểu ngô mà. Đấy, cô hàng cô ăn cơm bạn không đâu hoàng. Đi vào đây đi em ơi. Em ơi. Em gì ơi? Em Hoàng. Em hồi hồi cháu chuyển sang kia đấy. Không dù nó có mà đã bớt luôn. Đang vô vô à? Hòm phứt phứt rồi nó. Được được được, cô này chuẩn đấy. Cô này thẩm rượu bằng mũi. Bằng mũi đấy. Là thấy bảo thơm lắm. Này ngon đấy. Lúc nào cũng làm nhiều nấu nhiều. Đúng người sành có người biết là rượu ngon ngay. Biết chứ. Vâng. Đấy. Biết ăn biết mày biết làm. Bởi vì nhà cô chú đây là chuyên làm rượu nhỉ, làm men lá. Rất là chuẩn luôn, đấy, thơm lắm. Đủ chưa nhỉ? Thế rồi, đây còn chú nữa. Bây giờ cũng muộn rồi nhỉ. Chú nữa nhỉ? Hai cháu chưa có. Cháu bé ăn cơm á. Vâng. Con ăn đi. Ăn đi, đói đấy, ngồi đây. Cháu mời các bạn. Vâng. Bây giờ cũng muộn rồi nhỉ. Con cháu xin phép là vào đây làm phiền cô chú với gia đình một tí. Con cháu nhờ nấu bữa cơm nhờ. Thì thôi cũng chẳng biết nói gì hơn rồi. Cảm ơn gia đình chú với lại các cô nhờ. Đấy, đấy rất là vui được giao lưu với các cô người bản địa ở đây. Đấy, vui. Đây 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 đây. Thế à? Mày ăn cái gì à? Thì mịt. Thế à? Đúng rồi. Đấy các bạn, sau một thời gian anh em cũng làm gà với vịt cũng khá là muộn nên là đói rồi, thôi mời anh em đi nhỉ. Mời đi nhỉ. Mời cả nhà ăn cơm nhá, mời các bác nhá. Mời các cô các chị nhá. Các cô thì gọi các cô thì không được nhỉ, gọi các chị thôi nhỉ. Hơn có hơn mấy tuổi thôi. Đấy. Mình 44 tuổi, các chị có 48 tuổi thôi. Chị này 48 nhỉ? Chị này 47 à? 50 à? À đấy. Đây là 52. Vâng, mời mời chị nhé. Khi nào đang đặt lần trước. Vâng. Ấy và uống xong thì lên nhà chị. Vâng, nhất trí. Vâng. Rồi mời. Mấy ngày nữa thì lại cấy à? Nhà chị cấy à? Đây hôm nay xong hết rồi gì? Vâng. Mấy ngày đang cho điện thoại gì. À vâng vâng. Lên lều rồi rồi. Quay về. Đấy, đấy các bạn, vừa rồi là mình có hỏi thăm các chị là ở lều ấy có rất là nhiều các cái món ẩm thực nữa, như là cá này nhờ, cá to này, dê này, đấy, lợn này, gà này nhờ. Rồi, cảm ơn các chị nhá. Lại còn có cả ngựa nữa, đấy. Rồi, mời đi nhờ. Ồ, mời đi nhờ các cô ăn tự nhiên đi nhờ. Dùng tự nhiên đi nhờ. Các cô các chị cùng cùng gặp hôm nay gặp lần đầu. Ồ. Vâng.
may lắm đấy. Mà. Chắc là chết lâu. chết lâu. Chết lâu quay không gặp đấy. Vâng, không. Cái hệ thống nó lắng biết không ạ? Không thể nào. Nó sẽ gấp rau cho con ăn. Rồi. Ăn rau á. Ăn nó thôi. Không gấp thịt ăn thôi. Ngon đấy. Ngon. Sự là cũng khá là muộn rồi nên là anh em ngồi là cũng thấy đói bụng rồi nên là ăn cái gì cũng thấy ngon. Rau này đặc biệt là cái rau này này. Đấy, rau này Mạnh đi xin nhà chị nào nhỉ? À, nhà chị cống em bé này nhờ. Đấy, tuyệt vời đấy. Đấy, chấm với đây. Chanh ớt. Đấy, mời các bác nhá. Đấy, ngon đấy. Rau ngon. Giòn. Rau Phú Nam hay rau sạch? Ớt không cay, thế nào luôn. Phú Nam là đất trồng rau mà nhỉ? Trước đây là rau Phú Nam là nổi tiếng đấy. Mấy tháng đó, chắc là chồng của chị lúc nào cũng bán rau á. À. Ở huyện mới. Thế yeah. Bán rau gì hả cô? À, chị bắp cải à? Thế là có bắp cải gì à? Bắp cải chưa chung. Tháng này thì bán dưa. À, tháng này bán dưa. Bán đậu co ve. Đậu co ve này. À, được đấy nhờ. Cái nhà mình trồng ở trên nương à? Trên nương. Bây giờ chỉ trên nương. Vâng. Gặt xong thì thu xong thì trồng ở trong đấy. À. Đó đói này ăn là cái gì cũng thấy ngon, tuyệt vời thật. À, ăn cái gì nào? Thôi mỏi nhờ anh Trường mời các cô nhé. Rồi. Em xin phép. Rồi. À, rót ra uống với các cô các chú một tí nhờ. À, tưng bừng đi. Ấy mấy cô này đã hết đâu? Mấy cô này uống chưa? Chỉnh leo á. Chỉnh leo. Đấy. À, cháu mời cả nhà một chút nhỉ. Ui, lâu lâu rồi không không vào đây chơi. Mời chủ nhà trước á. Không, mời chung đi, mời chung đi. Mời chung cho nó tình cảm. Mời tất cả cho tình cảm nha. Ông thì mời riêng nhiều quá là đến lúc lại bảo ôi quý ông này lại không quý mấy bà này chết. trước là sau quen nhá. Cháu cảm ơn các cô các chị nhá, các em nhá. Rồi, rất là tuyệt vời, nhiệt tình. Vâng. Rồi, chú trường trước rồi. Rồi rồi. Rồi Mạnh nhá. Rồi mấy khi Mạnh nắng ông Nguyên là sang đây đi khám phá cũng như là làm các chương trình cùng với lại thầy giáo vùng cao. Đấy, hôm nay là xử lý đưa Mạnh vào cái bản này thôi, anh em mình cũng ăn uống đảm bảo thôi nhỉ. Đảm bảo thế này thôi. Cảm ơn quý vị khán giả ở trên kênh của anh Trường. Rồi. Anh Trường. Bây giờ mời cả nhà đi nhỉ. Nào. Trường về xem điện. 1 2 3 rô cho hết nhá. Nhá. Nhá, hết nhá, hết nhá, nhá. Nào. 2 3 rô. 2 3 rô. 2 3 rô. Uống rồi. Rồi, uống hết nhá. Rồi. Mời người cho hết nhá. Rồi, mời cả nhà nhá. Hết đi. Lâu thì cũng kẹt. Tuyệt vời. Đấy, các bác đi vào trong làng, trong bản thì cuộc sống bà con ở đây rất là tình cảm, thân thiện nha các bạn nhé. Đấy, đặc biệt là được cái phong cảnh tuyệt vời. Đấy, và ngồi nhâm nhi con gà, con vịt như này thì tuyệt vời. Đặc biệt là lại được gia đình chuyên nấu rượu nữa nhỉ. Đây, nhà của chú đây là rượu rất là ngon. Đấy, nhà em đây, em thuộc nhỉ, hai vợ chồng trẻ. Đấy, cố gắng học lấy cái nghề nấu rượu của bố mẹ với nhá. Được đấy.
Đấy. Nghề nấu rượu này đừng mà tuyệt vời đấy. Không bỏ đường mà. Đấy thì video cũng khá là dài rồi, có lẽ là mình cũng xin phép tạm dừng video ở đây, cũng như là kết thúc video ở đây. Nếu quý vị và các bạn thấy cuộc sống vùng cao còn nhiều văn hóa bản sắc đẹp thì nhớ like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ cho thầy giáo vùng cao nhá. Rồi cả nhà chào khán giả của cháu một tí nhờ. Rồi chào các bác nhá.